Tổng Giám đốc Zelec, khi chúng tôi quyết tâm, chúng tôi sẽ làm được. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Zelec, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn cho biết, ba yếu tố quản trị xuyên suốt hiện nay của Zelec là tài chính, nhân sự và kiểm toán nội bộ. Trong đó con người luôn là yếu tố đứng đầu. Thế hệ kế cận của Zelec sẽ quyết định việc tập đoàn có thể vươn xa được hay không. Về định hướng và chiến lược, ông Tuấn cho biết các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nêu rất rõ và Zelec quyết tâm thực hiện. Khi chúng tôi quyết tâm, chúng tôi sẽ làm được, ông Tuấn tuyên bố. Về lợi thế của Zelec, ông Tuấn cho rằng mỗi mảng kinh doanh của tập đoàn đều có lợi thế riêng và khi hợp tác với các đối tác nước ngoài vẫn giữ được thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam. Ông Tuấn cũng cho biết, Zelec đang chú trọng hơn trong công tác truyền thông để nâng cao giá trị nội tại doanh nghiệp. Trước đây tôi chỉ nghĩ mình làm tốt và làm thật, song đã xảy ra nhiều tin đồn thất thiệt, ông Tuấn chia sẻ. Dù vậy, CEO quê Hà Nam này cũng nhìn các tin đồn ở hướng tích cực là chúng nhắc tập đoàn. Lãnh đạo phải luôn luôn tuân thủ pháp luật, phải không ngừng nỗ lực để hoàn thiện và phát triển. Sau mỗi lần như thế, Zelec lại càng vững mạnh hơn. Với những hoạch định chiến lược về vị thế, tầm nhìn và quản trị, CEO Nguyễn Văn Tuấn tin rằng giá trị của Zelec chắc chắn sẽ tăng.